Ukraine tuyên bố đang dần giải phóng lãnh thổ về hướng Kremlin. Nga cấm người dân ra vào Melitopol sau khi kho đạn bị tấn công. Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng khẳng định thành phố Solidar và Bakhmut có thể được giải phóng trong vài tuần tới. Tình báo Ukraine tiết lộ Nga bắt đầu tự sản xuất máy bay không người lái Shahed của Iran. Các nhân vật có tiếng ở Nga muốn tấn công Pháp vì gửi vũ khí cho Ukraine. Điện Kremlin nói không có thỏa thuận với châu Âu về hòa bình ở Ukraine. Chính trị gia Nga chỉ trích phương Tây đang thao túng Ukraine để thực hiện một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong cuộc xung đột ở Đông Âu. Sau đây là những diễn biến đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu là tình hình giao tranh tại các khu vực chiến tuyến ở Ukraine. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 9 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy 200 máy bay trực thăng chiến đấu của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Konashenkov nói, tổng cộng các mục tiêu sau khi đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt bao gồm 367 máy bay chiến đấu, 200 máy bay trực thăng, 2.856 máy bay không người lái, 400 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.460 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 972 tên lửa bị phóng, 3.793 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.978 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, Trung tướng Igor Konashenkov thông tin thêm rằng, các lực lượng Nga cũng đã tấn công lực lượng và khí tài quân sự của Ukraine tại khu vực Kubiansk, tiêu diệt hơn 50 chiến binh trong 24 giờ qua. Ông cho hay, tại khu vực Kubiansk, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại bằng hỏa lực đối với các nhân viên và thiết bị quân sự Ukraine đang tập trung tại các khu vực cộng đồng Sinkovka, Kliskovka, Prestovoye ở vùng Kharkov và Novoskoloskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Vị tướng này cho biết thêm, tại khu vực định cư Dovruchesnya ở vùng Kharkov, các lực lượng Nga cũng đã tiêu diệt một nhóm trinh sát của Ukraine. Còn tại khu vực Krasny Liman trong 24 giờ qua, ông Konashenkov cho hay các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích và pháo binh, loại bỏ hơn 60 binh sĩ Ukraine, 3 xe bọc thép chiến đấu và các khí tài khác. Khu vực Donetsk trong 24 giờ qua cũng không lệch không kém, khi ông Konashenkov cho biết Nga đã tiêu diệt hơn 80 quân, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 4 xe cơ giới. Trong khi đó cùng ngày, trên bản tin 24/7 phát sóng hôm 9 tháng 1, người đứng đầu cơ quan quân ủy tỉnh Luhansk, ông Sehi Haidai, tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến lên ở mặt trận Svatov và Kremina, đồng thời giải phóng các lãnh thổ hướng về phía thành phố Kremina. Ông Haidai cập nhật tình hình cho biết, quân đội Moscow đã liên tục tiếp tế các nguồn dự trữ mới đến mặt trận Svatov và Kremina. Ông Haidai báo cáo thêm, có 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa hai lực lượng vào ngày 9 tháng 1. Người đứng đầu cơ quan quân ủy tỉnh Luhansk cũng cho biết, lực lượng Nga đã liên tục tấn công và pháo kích vào khu định cư Bilohorivka và Novoselivsky, nhưng quân đội Ukraine đã ngăn chặn được và đang giữ vững vị trí phòng thủ. Còn tại mặt trận phía Đông Nam, vào đêm ngày 8 đến rạng sáng ngày 9 tháng 1, một kho đạn dược của Nga tại thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia đã bị phá hủy nghiêm trọng. Vụ nổ đã kéo dài ít nhất 5 giờ đồng hồ. Thông tin vụ nổ được thị trưởng thành phố Melitopol, ông Ivan Fedorov, báo cáo tại một cuộc họp giao ban cùng ngày sau đó. Interfax dẫn lời ông Fedorov cho biết, cuối tuần qua, một kho đạn dược nằm trong khu công nghiệp của Melitopol đã bốc cháy. Người dân địa phương xác nhận đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào ban đêm tại nhà máy Hydrosmas. Vụ nổ kéo dài ít nhất 5 tiếng đồng hồ sau đó. Ông Fedorov lưu ý, sau mỗi lần kho vũ khí bị tấn công, quân đội Moscow sẽ lại tăng cường đáp trả lực lượng Ukraine. Đặc biệt, kể từ ngày 9 tháng 1, quân đội Moscow đã cấm người dân di chuyển qua lại giữa các thành phố đang bị chiếm đóng trong tỉnh Zaporizhia và chỉ có xe vận chuyển hàng hóa mới được ra vào. Trong bài viết trên kênh Telegram hôm 9 tháng 1, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt tình nguyện Troy của Nga, ông Vladimir Novikov cho biết, Ukraine có thể rút quân khỏi thành phố Bakhmut trong vài tuần nữa. Ông nói, nếu tổ chức quân sự tư nhân Wagner giữ tốc độ tấn công như hiện tại, thì trong vài tuần tới, Ukraine sẽ phải xem xét việc rút quân khỏi Bakhmut để tránh bị bao vây và hủy diệt hoàn toàn. Ông lưu ý, các lực lượng của Nga đang di chuyển theo hướng Donetsk chậm mà chắc, khiến cho quân đội Ukraine ở thành phố Solidar và Bakhmut bị chia cắt. Lữ đoàn xe tăng 17 của quân đội Ukraine được triển khai vài tuần trước đã thất bại trong việc thu hẹp lỗ hổng giữa Solidar và Bakhmut. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine đã rút lữ đoàn tấn công núi 128 khỏi hướng này để ngăn chặn tổn thất cuối cùng của đơn vị này, vốn được coi là lực lượng bộ binh ưu tú. Trong khi đó, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat và Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR cho biết, thành phố Solidar và Bakhmut có thể được giải phóng trong những ngày tới khi các binh sĩ của nhóm Wagner đã được tiến độ
trong cuộc chiến. TASS, đơn vị đặc biệt Troy, là một đơn vị quân tình nguyện đến từ Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Mới đây, phía Ukraine tiết lộ rằng Moscow sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái Shahed của Iran ngay trong lãnh thổ Liên bang Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cho biết Nga thường xuyên sử dụng máy bay không người lái Kamikaze Shahed 1-1 2136, sau đó đổi tên thành Gheran 1 và Gheran 2. Giờ đây Moscow đang lên kế hoạch sản xuất các dòng máy bay không người lái này và Kyiv cũng đã xác định được vị trí sản xuất cụ thể. Ông Danilov nói, một trong những thành phố nằm trong kế hoạch sản xuất UAV là Togliatti, thuộc tỉnh Samara ở miền Tây nước Nga và còn nhiều thành phố khác nữa. Ông Danilov nhấn mạnh rằng tình báo Ukraine hoạt động rất hiệu quả và chúng ta biết trước được các kế hoạch của người Nga. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng lưu ý, ông không biết làm thế nào mà Nga và Iran có thể sản xuất hàng loạt vũ khí trong khi đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt từ quốc tế. Việc Moscow lắp ráp máy bay không người lái trong nước bằng cách nào vẫn còn là một câu hỏi lớn. Hôm 9 tháng 1, kênh truyền hình nhà nước Nga đã đăng tải video cho thấy nhà tuyên truyền Vladimir Solovyov cảnh báo về một cuộc tấn công vào Pháp trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron quyết liệt ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Moscow. Ông Solovyov là một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin. Nhân vật này cho rằng quân đội Moscow nên cân nhắc về một cuộc tấn công phủ đầu thay vì ngồi chờ rồi mới phản công sau. Ông Solovyov nói trong đoạn video rằng Ngài Macron đã cung cấp xe tăng, vì thế chúng ta cũng nên tấn công trước để chống lại Pháp với tư cách là một bên trực tiếp tham gia xung đột. Ngoài ra, hạ nghị sĩ Nga, ông Andrei Guriliov cũng cho rằng nếu Paris bắt đầu tham gia xung đột một cách không khai mà không sợ hãi gì, thì phải xem họ là một bên tham chiến. Ông nói không nên có Pháp ở trong cuộc chiến này. Ông Guriliov cũng tuyên bố rằng Nga có đủ đạn dược để tấn công Pháp hoặc Vương quốc Anh. Ông Macron ngày càng quyết liệt trong việc hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Ông đã đến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng 11 năm ngoái. Cuộc chiến ở Đông Âu là một trong những chủ đề thảo luận chính giữa hai nhà lãnh đạo này. Tổng thống Pháp cũng đã đối thoại với Tổng thống Ukraine vào tháng 12, khi đó ông Zelensky mô tả đây là một cuộc trò chuyện hữu ích xoay quanh công thức hòa bình 10 điểm của Kiev. Gần đây nhất, Pháp đã tuyên bố tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ngày 9 tháng 1, hãng tin ABC thân cận với Điện Kremlin dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak, không có bất cứ liên lạc nào với chính trị gia châu Âu để thuyết phục họ ký thỏa thuận hòa bình đối với cuộc chiến tại Ukraine. Ông Peskov nói rằng, không một ai đề cập đến vấn đề thỏa thuận hòa bình cả, đó chỉ là tin đồn. Tôi đã nghe một số báo cáo về vụ việc, nhưng đó không phải là Phó Chánh văn phòng Kozak. Sự việc bắt nguồn từ trước đó, khi Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine khẳng định Nga đang chuẩn bị tăng cường tấn công vào tháng 2, và ông Dmitry Kozak, phó chánh văn phòng Tổng thống Nga, đã tổ chức các cuộc họp với một số quan chức châu Âu để thuyết phục họ ký kết một thỏa thuận hòa bình, tương tự như thỏa thuận Minsk vào năm 2014. Theo TASS đưa tin hôm 10 tháng 1, Phó Bí thư Đảng nước Nga thống nhất Alexei Muratov lưu ý rằng phương Tây đang thao túng Ukraine một cách hiệu quả khi nước này đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Ông cho biết giới tinh hoa Ukraine đã công khai tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hy sinh người dân của mình cho cuộc chiến giữa phương Tây và Nga. Trước đó, đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Vadim Pristeko, đã nói với Newsweek về thương vong to lớn mà người dân Ukraine đang phải gánh chịu vì những quyết định của chính quyền Kiev. Ông gọi đây là cơ hội duy nhất để phương Tây giải quyết vấn đề với Nga, bởi vì không có nhiều quốc gia trên thế giới cho phép mình hy sinh nhiều người dân, lãnh thổ và hàng chục năm phát triển như vậy. Bình luận về cuộc phỏng vấn của ông Pristeko với Newsweek, ông Muratov nói, phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe về cuộc phỏng vấn này là ông ta đã thực sự nói vậy sao? Giới tinh hoa chính trị Kiev đã không cố gắng che giấu khi họ đang chịu sự điều khiển của phương Tây và nói rằng người dân Ukraine đơn giản là bia đỡ đạn cho họ. Ông Pristeko nhấn mạnh thêm rằng, trong trường hợp của Ukraine, chính sách chiến tranh ủy nhiệm mang lại kết quả hiệu quả chưa từng thấy. Ông Muratov cũng không quên kêu gọi người Ukraine đoàn kết chống lại chính quyền của họ để không trở thành nạn nhân của chính sách phương Tây. Mới đây, hãng tin European Pravda cho hay, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đã đích thân ký tên vào chiếc xe tăng T-72 trước khi nó được gửi đến Ukraine. Trên Twitter, ông Fiala đăng tải bức ảnh, lời nhắn và chia sẻ rằng tôi đã viết một tin nhắn ngắn cho những binh sĩ Ukraine dũng cảm trên chiếc xe tăng T-72. Phương tiện này sẽ sớm trao đến tay quân đội Kiev. Tôi tin rằng người Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Dòng chữ trên khẩu pháo của xe tăng có nội dung là gửi những người bảo vệ dũng cảm của Ukraine. Cùng ngày, Thủ tướng Fiala đến thăm cơ sở sản xuất quốc phòng Excalibur. Đây là nơi làm ra các thiết bị cho lực lượng mặt đất và cải tạo vũ khí cũ, trong đó gồm xe tăng T-72, pháo tự hành DANA, cũng như hệ thống phóng tên lửa hàng loạt AM-70.
Ông Fiala cho biết tất cả các loại vũ khí này đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Hợp đồng lớn nhất mà tập đoàn Excalibur đang thực hiện đó là cung cấp xe tăng T-72 đã được hiện đại hóa cho Ukraine. Thương vụ này có sự tài trợ của Mỹ và Hà Lan. Theo vị thủ tướng, sự hợp tác này có lợi cho tất cả các bên liên quan khi NATO hỗ trợ được cho Ukraine để đảm bảo an ninh toàn cầu và Cộng hòa Séc nhận được lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Mùa thu năm 2022, một sáng kiến cộng đồng ở Cộng hòa Séc đã thu được hơn 1 triệu euro để mua xe tăng T-72 hiện đại hóa cho Ukraine. Đến tháng 11, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc và Hiệp hội Ukroprom đã thành lập một cụm phòng thủ chung để sản xuất thiết bị quân sự và đạn dược. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.